Mở đầu bộ phim là cảnh một nhóm pháp sư được dẫn đầu bởi cha mẹ của Hero và họ đang thực hiện một nghi thức ma thuật để phong ấn con ác long ra gan gióc vào cơ thể cậu vì sức mạnh của con ác long này có thể hủy diệt cả lục địa. Phong ấn sau đó tuy thành công nhưng đã khiến rất nhiều người phải mất mạng trong đó có cả cha mẹ của cậu. 10 năm sau, Hero giờ đây đã trưởng thành và lên đường tìm con ác long để báo thù, mà cậu không biết rằng thứ đó giờ đây đã nằm trong chính cơ thể của mình. Khi Hiro vào đến thị trấn thì gặp một tên thương nhân giàu có tên là Namuko. Hắn đang phát tiền cho những người dân nghèo ở đây. Nhưng Hiro không thèm quan tâm tới tên này. Cậu đi tới chỗ một người đang bán cái huy hiệu của một anh hùng sát long. Một thằng nhóc đã cướp lấy cái huy hiệu đó nhưng bị người của hắn bắt được. Hiro liền nói hắn thả thằng nhóc ra và cậu sẽ trả tiền cho cái huy hiệu đó. Nhưng thằng nhóc sau đó vẫn chứng nào tật nấy làm Hiro phải theo về tận chỗ ở của chúng để đòi lại. Còn lúc này thì sư phụ của Hiro là Jiru đang tìm kiếm cậu khắp nơi. Những thằng nhóc đã đuổi theo Hiro để lấy lại cái huy hiệu nhưng không thể tóm được cậu. Còn đang bắt nạt mấy đứa nhỏ thì cậu nghe chúng nói chuyện với nhau rằng một thằng trong nhóm đã bị người của Nabuko bắt vì lẻn vào cung điện. Cậu còn nghe chúng nói rằng đến sáng thằng nhóc sẽ bị hành quyết nên Hiro quyết định sẽ ra tay để bảo vệ thằng nhóc này. Nhỏ pháp sư của Nabuko thấy thế liền sai quân lính bao vây Hiro thấy quân lính của mình hơi bất tài nên nhỏ đã dùng phép thuật tấn công cậu nhưng không có tác dụng. Hiro sau đó rút kiếm của mình ra để hạ quân lính nhưng chúng không hề gì, vì thanh kiếm của cậu trông chẳng khác gì dao gọt trái cây. Đúng vào lúc này thì sư phụ Jiru của cậu tới nơi. Nhỏ pháp sư Sari thấy thế liền lấy quả cầu ma thuật ra để tiêu diệt cả bọn. Hiro lập tức nhận ra đó là quả cầu năm xưa cha cậu đã dùng để phong ấn ác lòng. Sari sau đó dùng một phép thuật tối thượng từ quả cầu để tấn công Hiro nhưng nó đã bị thứ gì đó cản lại và bắn thẳng vào ngọn núi đằng xa. Mọi người nhận ra thứ vừa che chắn cho Hiro chính là con ác long 10 năm trước. Nó bất ngờ xuất hiện khiến Nabucco không tin vào mắt mình, còn Hiro sau khi thấy nó thì hận thù trong cậu lại trỗi dậy. Cậu lập tức cầm thanh kiếm của mình lao lên tấn công con ác long, nhưng không may cậu đã bị nó tóm gọn. Tưởng rằng nó sẽ kết liễu Hiro nhưng ngược lại, nó còn bảo vệ cậu và Jiru khỏi những mũi tên từ quân lính của Nabucco. Con ác long lên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh khiến mọi người khiếp sợ, rồi sau đó nó từ từ chui xuống đất và biến mất không một dấu vết. Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Namuco liền nở một nụ cười nguy hiểm và nói rằng thời của hắn đã tới. Hiro sau đó được đưa về chỗ của lũ nhóc, Jiru bắt đầu kể rằng vào 10 năm trước, cha mẹ của Hiro cùng với 100 pháp sư đã tiến hành phong ấn con ác long vào cơ thể cậu. Mọi người sau đó đều hy sinh nhưng không biết phong ấn đã thành công hay thất bại. Hiro lúc này cũng đã tỉnh lại và muốn đi tìm con ác long để báo thủ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian 10 năm đã cùng sư phụ tu luyện kiếm pháp, nhưng thằng nhóc nói bây giờ Hiro không phải đối thủ của nó. Hiro cho rằng việc cần làm lúc này là lấy lại quả cầu ma thuật từ chỗ Nam Buco, vì quả cầu này có thể biến mọi điều ước trở thành hiện thực. Cậu cùng sư phụ và Parupa lập tức lên đường, nhưng lại chưa biết phải tìm hắn ở đâu. Trong lúc này thì Nam Buko đang đi về vùng đất tử nguyện. Hắn cũng ra lệnh cho Sari phải tìm kiếm Hiro. Còn Hiro và sư phụ lúc này thì bụng đã đói meo, nhưng những người trong thị trấn không bán đồ cho cậu vì cho rằng cậu là quái vật. Thấy Hiro không có gì ăn thì một cô mưu nữ xuất hiện, cô ta chỉ cho Hiro và mọi người chỗ để ăn uống. Hiro sau đó vô cùng ngạc nhiên vì cô gái này biết rõ danh tính của cậu và chuyện cậu được cha mình phong ấn ác long. Cô gái giới thiệu mình là Erin và tạm biệt Hiro. Sau khi ăn xong thì nhóm của Hiro cũng hết tiền và tối đến cậu phải trở lại chỗ của lũ nhóc để ngủ. Sáng hôm sau, Ziru phải dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho cả bọn sau đó thì hiro muốn nhanh chóng lên đường để tìm kiếm nam buko nhưng Ziru muốn hiro ở lại đây một thời gian để luyện tập cho cậu mạnh lên sau đó Ziru đưa cậu tới sa mạc và bắt cậu luyện tập với lũ slim tưởng là ngon ăn nhưng hiro lại bị lũ slim vô hại hành ra bã Ziru nhờ parupa trông coi hiro luyện tập còn anh ta thì đi săn thú và ngay khi Ziru đi mất thì có một con rồng sa mạc tới chỗ hiro cậu liền tiến lại để thử sức với nó nhưng không có tác dụng từ miệng con rồng có một cô gái xinh đẹp bước ra con rồng sau đó rời đi còn cô gái tiến lại dựa vào ngực của hero cô đếm từng nhịp tim của hero và nói muốn hero cùng đi với mình mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến hero không hiểu chuyện gì cô gái giới thiệu mình là sarah và nói rằng trong đôi mắt của hero có một con rồng đang trú ngụ jizu lúc đó cũng trở về và thấy hero đang thân thiết với cô gái lạ mặt sư phụ khuyên hero không nên dính líu với người lạ và sau đó nhân lúc Sara không để ý họ đã để lại cô ở sa mạc rồi trở về nhà. Hiro lúc này vẫn đang tự tưởng về Sara. Tommy tới hỏi phải chăng cậu đã đem lòng yêu cô gái đó. Hiro nói rằng Sara trông rất buồn bã và cô đơn và tự hỏi không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Bên phía Sari và thuộc hạ đang tìm kiếm Hiro khắp nơi, còn Nambuco đang cho người đi tung tin rằng con ác long Zaganjok đã hồi sinh. Từ đó thế giới sẽ ngập tràn nỗi sợ và hắn sẽ bán được nhiều đá ma thuật. Sara lúc này cũng đã vào tới thị trấn và đến thẳng chỗ của Hiro và nói rằng dù Hiro đi đâu thì cô cũng tìm được cậu. Với bản tính mê gái nên Hiro muốn mọi người cho Sara ở lại. Và sáng hôm sau cả hai cùng nhau luyện tập với những con Slim. Khi Sara đang mải quan sát Hiro thì từ phía trên vách đá có một con sói rất lớn tiếp cận cậu. Nó lao thẳng vào Hiro khiến cậu không kịp trở tay rồi tới chỗ Sara để chuẩn bị thịt cô gái. Nhưng Hiro liều mình tới chỗ con sói rồi vung kiếm để hạ gục nó. Và khi thấy Hiro bị thương vì bảo vệ mình thì Sara đã dùng phép thuật trị thương cho cậu. Hiro ngạc nhiên khi vết thương đã lành lại thì nói lời cảm ơn Sara rồi sau đó cả hai đi bán con sói khi nãy để lấy tiền. Khi trở về thì Hiro thấy quân lính của lãnh chúa đang đi bắt người dân để khai thác đá ma thuật. Hiro liền ra tay giúp đỡ họ thì bị một tên đánh lén rồi đưa cậu đi. Sau đó Hiro bị bắt giam cùng những người khai thác đá ma thuật. Lúc này Sara cùng với Tomit đã lẻn vào cung điện để tìm cách cứu Hiro cả hai tìm được tới phòng tên lãnh chúa rồi uy hiếp hắn phải thả Hiro ra. Nhưng quân lính bất ngờ ập vào trong và bắt giữ bọn họ. May mắn là sau đó Jiru cũng tới nơi giải cứu cả hai. Ông dọa tên lãnh chúa sợ vãi ra quần rồi tới nhà giam đưa Hiro cùng những người dân ra ngoài. Và khi thấy bọn họ trở về cùng người thân thì Hiro chợt nhớ đến gia đình của mình. Cậu quyết tâm sẽ mạnh lên và tìm được con ác long để báo thủ. Mọi người sau đó trở về nhà và cùng nhau dùng bữa tối. Còn phía bên ngoài thì Erin đang lén theo dõi cả nhóm. Hôm sau, khi mọi người vừa ăn sáng xong thì Jiru nói với Hiro rằng hôm nay ông ấy muốn tập luyện riêng với cậu. Tuy Hiro rất muốn Sara đi cùng mình nhưng cậu không thể cãi lời sư phụ, nên Hiro đành phải bảo Sara hôm nay đi đâu đó chơi. Sara đang dạo phố thì gặp Erin, cô ta làm quen với Sara rồi rủ cô tới con suối trị thương gần đó, cả hai tình cờ gặp nhỏ pháp sư Seri ở đây. Còn Hiro thì đã chán chơi với lũ Slim nên cậu muốn đi săn thú nhưng sư phụ không cho phép và nói rằng giờ cậu quá yếu nên phải luyện tập thêm. Vì với sức mạnh của cậu hiện tại thì không thể lấy lại quả cầu ma pháp từ chỗ Nam buco chứ đừng nói là đi tiêu diệt con ác lòng. Hiro bực mình liền lao vào sư phụ để thể hiện thì ăn một kiếm của ông ấy và nằm luôn tại chỗ. Và khi thấy mọi người lo lắng thì Jiru nói rằng ở gần đây có suối trị thương và muốn đưa Hiro tới đó. Còn ở con suối lúc này, Sari đang tìm thông tin của Hiro từ hai cô gái, thì bất ngờ nghe tiếng ở bên kia mọi người đang trị thương cho Hiro. Khi nhận ra đó là giọng của Hiro thì Sari báo cho người của mình để triệu hồi một con quái vật tới bắt chọn nhóm của Hiro. Còn nhóm Hiro đang nói với nhau ở đây có một con quái vật rất lớn thì nó cũng đã xuất hiện. Sari ra lệnh cho nó tấn công Hiro nhưng con bạch tục này không có não. Nó quay sang bắt lấy Sara còn nhỏ pháp sư thì bị ném bay đi mất. Thấy Sara đang gặp nguy hiểm thì Jiru lao tới chém bay cái xúc tu để cứu cô gái sau đó thì làm thêm vài đường kiếm nữa khiến con bạch tục bị chia thành từng khúc. Còn Hero thì tìm tới chỗ Sarah trong tình trạng thằng cu không có gì để che. Sau đó mọi người trở về và tìm cách bán con bạch tục để lấy tiền, rồi dùng số tiền đó để lên đường đi tìm buko. Những thằng nhóc nghe tin thì cảm thấy rất buồn, cả bọn hôm sau chia tay Hero và sư phụ để lên đường. Còn Tomit muốn giúp đỡ Hero lấy lại quả cầu ma pháp nên đã tạm biệt lũ nhóc để đi cùng Hero, vì cậu muốn dùng quả cầu để thay đổi thế giới này. Mọi người đi được một đoạn thì gặp lại Erin, Erin tỏ ý muốn được đi cùng nhóm của Hiro vì cô ta biết chỗ Namuko đang sống, còn Hiro nghe xong thì lập tức đồng ý và nhờ Erin dẫn đường. Mọi người theo lời của Erin và hướng về vùng đất Tử Nguyện, còn Hiro có vẻ rất hào hứng nên muốn cả bọn đi nhanh hơn. Con diều hâu theo dõi của Namuko cũng đã thấy nhóm Hiro rời khỏi thị trấn và hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình gọi Sari trở về còn cả nhóm hero sau khi vượt qua một khe núi cao thì tới một khu rừng lớn có dòng suối vì đây là lần đầu ra khỏi thị trấn nên mọi người không khỏi trầm trồ trước thiên nhiên tươi đẹp sau khi ra khỏi khu rừng thì mọi người tìm chỗ cắm trại để nghỉ qua đêm con diều hâu khi nãy bất ngờ xuất hiện rồi tấn công bọn họ hero thấy vậy liền lao tới để thử sức nhưng không có tác dụng may mắn lúc đó sư phụ cậu kịp thời ra tay khiến nó bay đi mất jiru liền bảo mọi người quay lại khu rừng khi nãy để cắm trại vì con diều hâu rất lớn nên nếu tấn công ở đó thì nó sẽ gặp bất lợi. Tối đến, khi mọi người chuẩn bị ăn tối thì Hiro tới chỗ Erin, cậu thắc mắc không biết mục đích thực sự của Erin là gì thì cô ta trả lời, rằng mình đi theo Hiro chỉ để thu thập thông tin cho kẻ khác. Hiro biết vậy nhưng không thể làm gì Erin vì chỉ cô ta mới biết chỗ của Nambuko. Còn hắn ta sau khi gọi Sari về thì mắng cho một trận vì đã để Hiro trốn mất và nói rằng lần này mà không bắt được Hiro thì đừng có vác mặt về nữa sáng hôm sau khi nhóm hero vừa khởi hành thì sari cũng quan sát được qua con diều hâu cô ta cùng thuộc hạ dùng phép dịch chuyển tới để chặn đường cậu còn mọi người lúc này chưa biết đi đường nào thì sari xuất hiện trước mặt họ cô ta triệu hồi lên những con gơ lem to lớn rồi cùng quân lính tấn công nhằm bắt lấy hero còn jiru đang chuẩn bị lao lên trước thì hero lại mắc bệnh ảo tưởng cậu cầm kiếm lên tiến lại chỗ sari thì ăn một phát giật xét rồi tiếp theo là một phép thuật băng khiến hero không chịu nổi phải nằm đo đất còn Jiru sau khi hạ gục mấy tên lính xong thì cũng lao tới chỗ con Glem. Ông cho nó một kiếm vào mắt khiến nó ngay lập tức biến mất. Parupa vẫn thấy nguy hiểm nên phải nghĩ cách cứu Sarah và Tomit. Cậu liền triệu hồi một con búp bê dịch vụ nhưng không phải để mua hàng, mà là đưa cả ba vào cái dương để tạm thời chạy trốn khỏi chỗ đó. Jiru lúc này chạy tới chỗ Hiro nhưng lại bị Sari dùng phép thuật khống chế. Cô ta nói sau khi kết liễu sư phụ Hiro xong sẽ mang cậu tới chỗ Nambuco và Hiro nghe thấy vậy nên rất tức giận khiến sức mạnh của con ác long bên trong cậu được giải phóng. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại còn Hiro với sức mạnh của ác long đã thực sự biến thành quái vật và tiêu diệt toàn bộ quân lính của Sari. Nhưng khi Hiro chuẩn bị lao vào Sari thì sức mạnh ác long đã hết tác dụng còn Sari cũng kịp thời dịch chuyển. Còn Hiro không hiểu khi nãy là thứ sức mạnh gì, cậu di chuyển trong vô thức rồi gục xuống giữa sa mạc. Khi Hiro tỉnh lại thì thấy một đoàn xe đi ngang qua chỗ cậu, đó là Namuko và người của hắn. Và khi Namuko đi qua thì Hiro thắc mắc không biết mình đang ở đâu vì cậu chẳng nhớ gì cả. Còn ba người kia cũng vừa mới quay lại và tìm kiếm Hiro nhưng chỉ thấy Jiru nằm ở đó. Thấy Jiru chỉ bị thương nhẹ nên Sara liền dùng phép thuật trị thương thì ông cũng tỉnh dậy. Jiru chạy tới chỗ Hiro để tìm cậu nhưng chỉ thấy xác của đám quân lính. Namuko lúc này đi diện kiến nữ hoàng và cho bà ta chứng kiến thí nghiệm, đó là kết hợp giữa óc và con người để tạo ra đội quân quái vật phục vụ cho nữ hoàng. Kẻ thực hiện thí nghiệm là tiến sĩ Ba Pha người của Nam Bù Một dòng ma thuật chảy xuống và biến con óc và ba tù nhân thành một con quái vật trông rất kinh dị. Quân lính lập tức kết liễu nó còn Nam Bù thì nói với nữ hoàng rằng từ giờ các nước lân cận sẽ phải khiếp sợ bà ta. Hiro nấp sau hòn đá và chứng kiến tất cả, cậu tới chỗ tên Nam Bù để tính sổ với hắn nhưng chợt nhận ra mình không mang theo kiếm. Hiro sau đó dễ dàng bị Nam Bù đánh bại. Hắn không ngờ rằng đang đi tìm kiếm Hiro thì cậu lại tự nhiên mò tới. Sau đó hắn cho quân lính bắt giam Hiro để cậu khai thông tin về con ác long, còn mọi người sau khi thấy thanh kiếm của Hiro thì liền theo dấu chân ở đó để tìm cậu. Sari cũng trở về chỗ của Nambuko nhưng may mà không bị đuổi đi, vì Hiro đã tự mình tới đây để nộp mạng cho hắn. Còn nhóm của Hiro sau khi thấy con quái vật bị bỏ lại đó thì đoán rằng cậu đã bị Nambuko tóm được. Hắn đang chuẩn bị tra tấn Hiro để bắt cậu khai ra con ác long đang ở đâu. Hắn nói rằng khi nó đã hồi sinh thì thế giới này sẽ hỗn loạn và hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán vũ khí và đá ma thuật, nhưng khi hắn chuẩn bị lấy đi miếng thịt của hero thì lại phải trở ra ngoài để phục vụ nữ hoàng. và Namuko vừa đi khỏi thì cậu cũng lấy miếng bùa của mình để tự cởi dây chói. còn tiến sĩ Bafa thì cầm cái đồ vật có đầu con chó tới chỗ hero. cậu tưởng ông ta tới để tra tấn mình nhưng không phải. ông ta hỏi hero tại sao trên người cậu lại có mùi của sarah. hero ngạc nhiên không biết tại sao ông ta quen sarah. Và khi nghe Hiro nói Sara vẫn an toàn thì ông ta tỏ ra rất vui mừng. Hiro còn nói Sara rất hứng thú với nhịp tim của mình nên ông ta liền nghe thử thì phát hiện ra, rằng đó không phải trái tim của con người. Và ông muốn từ giờ cậu phải chăm sóc cho Sara, vì cô gái chính là định mệnh của cuộc đời cậu. Sau đó ông ta đưa cho Hiro một lọ thuốc phép thuật và nhắc cậu vừa uống vừa nghĩ về Sara. Và khi Hiro uống xong thì cậu thấy mình lơ lửng trên không rồi dịch chuyển đi mất. Lúc này mọi người đã tới sát chỗ của Buko thì Hiro bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Hiro nhắc mọi người mau rời khỏi đây còn Buko lúc này quay lại thì chỉ thấy tiến sĩ Pha ở đó. Ông nói mình đã thả Hiro đi vì ông muốn Sara được sống. Nhưng Nabuko nói rằng rồi một ngày Hiro sẽ hiểu ra bản chất thật của Sara, thứ mà chính tiến sĩ Pha đã tạo ra. Nhóm Hiro lúc này đang trú tạm ở mỏ khai thác đá ma thuật, cậu kể lại câu chuyện thì Sara nói rằng tiến sĩ Pha là cha của mình. Còn Jiru khi nghe ông ta nói trái tim trong Hero không phải của cậu thì cho rằng lúc con ác long bảo vệ Hero chính là đang bảo vệ trái tim của nó. Và cả hai trái tim liên kết với nhau bằng dấu hình xăm trên ngực trái bởi vì vào 10 năm trước, cha của Hero đã phong ấn ác long bằng cách hoán đổi trái tim của nó và Hero cho nhau và trong những lúc tuyệt vọng thì sức mạnh ác long đã bộc phát khiến Hero hóa rồng. Khi nghe xong thì Hero rất lo lắng vì nghĩ rằng nếu tiêu diệt con ác long để trả thù thì có lẽ cậu cũng sẽ chết theo nó. Hiro không muốn tin vào sự thật này và bỏ chạy ra ngoài. Parupa tới chỗ Hiro và nói lúc nhỏ cậu từng là một thằng nhóc dễ thương nhưng giờ chỉ là một tên rắc rối. Cha cậu đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cậu và sau này Jiru sẽ thay ông ấy làm điều đó. Nên 10 năm qua Jiru ngoài luyện kiếm cho cậu thì còn nghiên cứu ma thuật để đi tìm sự thật về con ác long. Tất cả chỉ để giúp đỡ cho Hiro. Và khi nghe tới đây thì Hiro cũng đã hiểu ra. Cậu muốn lập tức lên đường để lấy lại quả cầu ma thuật vì nếu có nó thì trái tim cậu sẽ trở lại như cũ còn sari nghe tin hero trốn mất thì lại tiếp tục săn tìm cậu ấy và khi đã tìm thấy nhóm của hero thì cô ta cùng quân lính vội vã lên đường hero và mọi người lúc này đi tới một ngôi làng bỏ hoang jiro nhận ra ngôi làng này chính là nơi gia đình ông bị sát hại nhiều năm về trước cha của jiro là loài óc và mẹ ông ấy là con người dân làng cho rằng họ đã dẫn con người đến phá hủy ngôi làng nên đã trừng phạt họ nhưng jiro đã trốn thoát sau đó ông gặp được cha của hero và sau này trở thành sư phụ của cậu trong lúc đó, Tomit đi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra con quái vật lai giữa Orc và con người. Và khi nó chạy ra ngoài thì mọi người nhận ra đó là thứ mà Nam Buko đã tạo ra. Con quái vật lì lao tới tấn công Jiru nhưng ông chưa bình phục chấn thương nên đã bị nó đập bài Còn Hiro đang tìm cách hóa rồng để cứu sư phụ thì con quái vật đã bị ông ta xử đẹp. Còn Eri lúc này đã rời nhóm để đến cung điện của Nam Buko. Cô ta cung cấp cho hắn thông tin rằng trái tim của ác long Zaganjok đang nằm trong người Hiro. Và hắn đã trả cô ta một báu vật coi như tiền công. Sau đó thì Namuco liền ra lệnh cho Sari đi tìm và tiêu diệt Hiro. Erin sau đó quay trở lại để tìm Hiro bằng búp bê dịch vụ. Và nhờ món báu vật thì cô đã nghe lén được Namuco ra lệnh cho Sari đi tìm giết Hiro. Còn nhóm của Hiro đã đi đến một thị trấn khác. Họ tìm đến một nhà trọ để lấy chỗ nghỉ ngơi vì trời sắp tối. Sau đó thì ra ngoài thiết kế cho Hiro một thanh kiếm mới vì kiếm của cậu đã gãy trong lúc chạm chán với Sari lần trước. Mọi người vừa rời đi thì Erin cũng tới đó và mua 5 mũi tên ỉa bùa. Tối đến cả nhóm trở về phòng trọ và ăn tối cùng nhau. Jiru dự định sắp tới sẽ đưa Hiro tới chỗ sư phụ theo để luyện tập. Vì người này trước đây là tiến sĩ đã phục vụ cho cha của Hiro. Còn Sarah nói sư phụ theo là bạn của cô ấy khiến mọi người bất ngờ nên muốn gặp ông ta càng nhanh càng tốt. Mọi người sau đó chia phòng để đi ngủ. Nhưng lúc này trong thị trấn xuất hiện một con quái vật. Khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn thì mọi người cũng thức giấc và thấy nó đang điên cuồng tàn phá thị trấn mọi người liền chạy tới chỗ con quái vật và hero khi nhìn thấy con quái vật thì tưởng nó là ác long Zaganjok. nó phá hủy mọi thứ xung quanh rồi nuốt chửng những người dân vô tội bằng cái bóng của nó và khi thấy từng người một bị nó kéo xuống thì hero định lao lên trước nhưng sư phụ ngăn lại con quái vật liền quay sang tấn công jiru thì ông cầm kiếm lên để đánh trả nhưng không thể chạm được tới nó jiru lúc này sắp bị cái bóng của nó nuốt chửng còn nhỏ pháp sư Shari bất ngờ xuất hiện thì ra đó không phải ác long mà là con quái vật nam Buko đã chuẩn bị cho cô ta để tiêu diệt hero Sari sau đó nhắm thẳng vào tim Hero để ép cho con ác long trong cậu xuất hiện. Cậu mặc sức kháng cự nhưng cuối cùng Sari vẫn đâm được nó xuyên qua ngực Hiro. Lúc này thì sức mạnh của ác long trong Hero cũng thức tỉnh khiến cậu một lần nữa hóa rồng. Còn Jiru chuẩn bị chìm xuống đất thì một mũi tên từ xa bắn thẳng đến chỗ Jiru làm ông có thể di chuyển. Đó là của Erin còn Jiru lập tức chạy tới chỗ Hero nhưng lúc này cậu đã mất kiểm soát. Cậu không còn nhận ra sư phụ của mình nữa nên đã tấn công ông ấy. Con ác long cũng từ từ xuất hiện khiến Namuko vui mừng vì hắn đã tìm ra cách để triệu hồi nó. Và khi thấy Hiro không còn gặp nguy hiểm thì nó cũng dần biến mất. Còn cậu lúc này tỉnh lại thì hối hận khi nhận ra chính mình đã khiến sư phụ trọng thương. Qua một đêm mà Jiru vẫn chưa tỉnh lại làm Hiro không khỏi lo lắng. Parupa phải thay ông ấy nấu ăn nhưng chính cái mùi thức ăn khó chịu của cậu ta đã đánh thức Jiru. Hiro vui mừng và nói rằng lúc đó cậu không thể kiểm soát nên đã tấn công ông ấy. Sau đó cậu bảo Sara chữa lành cho sư phụ như lần trước đã làm với Hiro, nhưng cô nói vết thương lần này khá nặng nên phép thuật không thể chữa lành. Tuy còn rất đau nhưng Jiru dặn Hiro từ sau phải kiềm chế không được hóa rồng nước. vì nhiều lần như vậy thì Hiro sẽ không thể trở lại thành người. Sau đó Jiru thiếp đi thì Parupa cũng triệu hồi búp bê dịch vụ để mua thuốc cho Jiru nhưng giá nó quá đắt nên đành chịu. Lúc này Erin trở về và nói rằng loại thuốc này nằm ở một thung lũng cách đây nửa ngày đi đường, và Hiro vừa nghe xong thì cùng với Sarah lập tức đến đó. Sau khi hai người vừa đi khỏi thì Tomit liền thắc mắc, không biết tại sao nhỏ pháp sư Sari luôn biết vị trí của họ mà chặn đường. Phải chăng Sarah là nội gián vì cô ta là con gái của tiến sĩ Bafa, nhưng Parupa không quan tâm và nói giờ phải ưu tiên chữa trị cho Jiru. Còn Hiro và Sarah theo chỉ đường của Erin nên họ đã tới được thung lũng sau nửa ngày đi bộ. Cả hai cố tìm kiếm khắp nơi thì bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. May mắn là lúc đó Sara phát hiện cây thuốc ở trên một mỏm đá lớn. Hiro liền lập tức trèo lên đó nhưng không thể nhổ nó lên. Bỗng mỏm đá chuyển động và Hiro nhận ra mình đang đứng trên thân một con rùa khổng lồ. Hiro liền dùng hết sức lực thì đã kéo được nó ra khỏi thân con rùa. Lúc này Hiro mất thăng bằng rồi ngã xuống nhưng may là Sara đã đỡ được cậu. Và đây cũng là lần đầu Hiro thấy Sara nở nụ cười hạnh phúc. Cả hai sau đó đã trở về và chữa trị cho Giru. Ông ấy tỉnh lại và xúc động khi biết Hiro và Sara đã rất cố gắng để cứu mình. Còn Tomít mượn báu vật của Erin và gọi về quê nhà thì biết lũ bạn đã bị bắt đi phục vụ cho chiến tranh. Tất cả là do tên Nam Buko đã tung tin đồn về ác long khiến các quốc gia gây chiến với nhau và cậu muốn nhanh chóng đoạt lấy quả cầu ma pháp để cứu họ. Sáng hôm sau thì mọi người lên đường đi gặp sư phụ theo và khi thấy hôm qua Sara đã khóc vì mình nên Tomit đã không nghi ngờ cô nữa. Mọi người lên đến đỉnh núi thì cũng gặp sư phụ theo người mà năm xưa đã phục vụ cho cha của Hiro, và vừa thấy Sarah thì ông tiến lại ôm cô gái khiến Hiro ghen tị. Đúng như lời Sarah nói sư phụ theo là bạn của cô gái, ông ấy nói cả tiến sĩ Bapha và cha của Hiro đều là những pháp sư tài giỏi được ông đào tạo. Shizu lúc này nói rõ mục đích của mọi người khi đến đây là muốn ông giúp đỡ Hiro, và khi ông già nghe xong câu chuyện liền mô phỏng lại trạng thái hóa rồng của Hiro cho mọi người xem. Ông nói đó là ngọn lửa diệt vong của con ác long Chính thứ đó 10 năm trước đã lấy mạng 100 pháp sư và cha mẹ của Hiro. Lúc này Hiro liền bày tỏ mong muốn được trả thù cho cha mẹ và muốn ông ấy huấn luyện để cho cậu mạnh lên. Sư phụ theo thấy vậy liền đưa Hiro ra ngoài luyện tập ma thuật. Sau đó mọi người ra bên ngoài còn Hiro thì bắt đầu tập luyện cùng sư phụ theo, nhưng bài tập của ông ấy lạ lùng tới mức Hiro cứ làm theo mà chẳng hiểu gì. Bài tập tiếp theo cũng khó hiểu không kém, đó là đưa cho Hiro một bức hình của Sera do chính ông ấy vẽ và sau đó bảo Hiro vo tròn tờ giấy rồi trải phẳng ra cứ như thế lặp lại nhiều lần. Lúc này thì sư phụ theo nhận ra điều gì đó từ Hero rồi cho cậu bài tập thứ ba, đó là cầm một viên sỏi lên rồi ném qua chỗ bất kỳ mà cậu muốn. Nhưng Hero thấy mấy bài tập ngày càng sàm lờ nên đã mất kiên nhẫn, còn sư phụ theo lúc này mới bắt đầu cho cậu luyện kiếm pháp. Ông ấy gọi đây là hư vô kiếm rồi làm mẫu một lần để Hero nhìn theo học tập, và cậu khiến sư phụ bất ngờ khi tảng đá đằng sau lưng ông ấy bị trẻ làm hai. Còn Eri lúc này đang dùng báu vật để nghe thông tin thì biết được các quốc gia đang chuẩn bị chiến tranh ở nơi 10 năm trước phòng ấn ác long Jiru cũng đã đi săn thú trở về, và sau khi mọi người ăn tối cùng nhau thì Jiru đã hỏi riêng sư phụ theo về kết quả luyện tập của Hiro. Jiru cho ông ấy biết 10 năm qua đã luyện tập cho Hiro nhưng cậu ấy chẳng có tiến bộ gì. Còn sư phụ theo nói rằng tuy Hiro chẳng có tài năng gì về kiếm pháp nhưng qua luyện tập ông thấy lượng ma thuật trong Hiro rất mạnh. Vì thế cậu mới có thể chịu được sức mạnh từ trái tim của ác long trong mình. Ông còn dặn Sarah là người rất quan trọng với Hero và không thể tách rời. Hôm sau thì sư phụ theo tiếp tục cho Hiro luyện những bài tập cuối cùng và sau khi nhận ra Hero đã đạt yêu cầu thì ông ấy cũng tạm biệt cậu để lên đường với đồng đội. Cả bọn lần này lại hướng về vùng đất tử nguyện để tới chỗ Nam Buko. Họ chuẩn bị băng qua một sa mạc lớn thì lại gặp phải con diều hâu của hắn. Jiru liền cho nó một chém làm nó cũng rụng luôn. Tô mít liền thắc mắc không hiểu sao Nabuko luôn biết vị trí của nhóm thì bất ngờ nghe thấy hắn liên lạc với Erin qua báo vật của cô ta. Erin lúc này bị lộ ra là kẻ phản bội đã bán thông tin cho Nabuko, nhưng Jiru không muốn xử lý Erin mà chỉ bỏ cô ta ở lại đó và mọi người tiếp tục hành trình. Còn Sari sau nhiều lần thất bại trong việc bắt Hiro thì cô ta đã được tiến sĩ Bafa tăng sức mạnh bằng cách hợp thể với con thú của mình. Vì trong nhóm không còn Erin nên mọi người phải vất vả tìm đường giữa sa mạc. Jiro xem bản đồ và nói phải 3 ngày nữa mới tới được vùng đất tử nguyện. Hôm sau mọi người tiếp tục lên đường thì lúc này nước uống đã hết, còn Parupa thì bất ngờ trượt chân và bị tụt xuống hố cát, ở dưới đó có con cua khổng lồ chuẩn bị ăn thịt cậu ấy. Lúc này Parupa ra sức để bỏ lên thì lại càng tụt xuống nhanh hơn, và khi cả bọn không biết làm gì để cứu Parupa thì Erin xuất hiện và ném cho cậu ấy cái dây thừng. Sau đó mọi người cùng nhau kéo cậu ấy lên khỏi hố cát, Tuy Hero vẫn chưa tha thứ cho Erin nhưng cô ta nói sẽ chỉ đường để mọi người thoát khỏi sa mạc. Lúc này thì ở chỗ họ bất ngờ xuất hiện một cơn bão cát và khi nó qua đi thì không may là cả nhóm của Hero đã lạc mất nhau trên sa mạc rộng lớn. Còn Hero và Sara đang cố tìm ốc đảo thì trời tối khiến Hero run lên vì rét. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhiệt độ ở đây lại rất nóng. Hero lúc này bị thiếu nước trầm trọng nên Sara phải cố làm một điều gì đó. Cô liền lấy cơ thể mình để tự tạo ra nước trong không khí sau đó đem tới cho Hero uống nhưng con diều hâu đã phát hiện ra hero còn Sari lúc này trong hình dạng sư tử đã tiến thẳng tới chỗ họ. Với sức mạnh mới của mình thì cô ta lập tức đá văng Sara và sau đó bắt Hiro đi bằng cổng dịch chuyển tức thời. Trở lại chỗ của Jiru thì lúc này ông đã tìm thấy Parupa và Erin. Cô nói phía trước có một ốc đảo và muốn cả bọn tiến thẳng tới đó. Và khi vừa nhìn thấy ốc đảo thì cả bọn phóng như bay rồi lao thẳng xuống nước như là được cứu sống. Tomit nhờ có nước nên cũng đã tỉnh lại còn Hiro lúc này đã bị đưa tới chỗ Nambuco. Hắn nói đây là thời khắc mà hắn sẽ triệu hồi Ác Long trong cậu để phá hủy thế giới, nhưng Hero không quan tâm và giúp kiếm tấn công buco để đòi hắn trả lại quả cầu ma thuật của cha cậu. buco lúc này đã tiết lộ cho Hero một bí mật đã che giấu 10 năm, rằng hắn đã có mặt trong lúc cha cậu phong ấn Ác Long và đã tấn công để ngăn cản ông ấy, nhưng hắn không ngờ rằng cha của Hero vẫn kịp hoán đổi trái tim của cậu và Ác Long cho nhau, và chính vào lúc con Ác Long thi triển ngọn lửa diệt vong thì hắn cũng kịp dùng viên đá Huyết Long tinh thể để sống sót. Hiro nghe xong thì biết chính Nabucco đã khiến cha mẹ cậu phải bỏ mạng nên tiếp tục cầm kiếm lên để khô máu nhưng cậu không phải đối thủ của hắn. Hắn nói nếu Hiro không hóa rồng thì cậu chỉ là một thằng phế vật mà thôi. Còn mọi người lúc này vẫn đang cố gắng tìm kiếm Sarah và Hiro. Erin dùng báu vật của mình và bắt sóng được giọng nói của Sarah ở phía trước. Mọi người tới nơi thì thấy Sarah đang dùng cây gậy đập vào phiến đá. Jiru nói cô gái làm vậy để tạo ra tiếng động thu hút loài rồng kéo đến. Con rồng bay tới chỗ Sarah và há miệng ra để đớp lấy Sarah làm Jiru tưởng nó sẽ ăn thịt cô gái. Nhưng Sarah vẫn ngồi trong miệng con rồng và nói nó là bạn của cô. Sau đó con rồng đưa cả bọn tới chỗ của Namuco. Còn ở dinh thư của hắn lúc này thì tiến sĩ Pha đang chuẩn bị cho hắn một kế hoạch vĩ đại để hắn thôn tính toàn bộ lục địa. Cả nhóm cuối cùng cũng tới được chỗ của Namuco để cứu Hiro. Bỗng một mũi tên trong lâu đài bay ra bắn trúng con rồng khiến nó rơi xuống đất. Cả nhóm cũng vừa kịp trốn thoát và thấy những con quái vật mà Nambuco tạo ra. Lúc này thì tiến sĩ Ba Pha bất ngờ xuất hiện để tìm kiếm Sarah. Hai người sau đó tới phòng tiến sĩ bằng cổng dịch chuyển thì cả nhóm cũng kéo theo luôn. Mọi người không tin kẻ xấu xí như Ba Pha lại có con gái xinh đẹp như thế. Còn Sarah nói rằng cô được tiến sĩ Ba Pha tạo ra do mệnh lệnh của Nambuco. Cơ thể cô được tạo ra từ huyết long kết tinh và đó chính là máu của con ác long năm xưa. Nhưng khi thấy Sara có cảm xúc như con người thì Nabucco lại ra lệnh cho Ba Pha tư hủy cô gái. Còn Ba rất yêu thương Sara nên đã lén thả cô đi. Và do Sara không có trái tim nên đã bị trái tim ác long của Hero thu hút. Tiến sĩ Ba sau đó muốn đưa Sara đi trốn khỏi tên Nabucco. Nhưng cô cãi lại và nói rằng mình muốn được ở bên Hero. Vì không thể ngăn Sara lại nên ông nhờ mọi người chăm sóc cho con gái mình. Cả nhóm sau đó tới phòng của Nabucco thì thấy một viên đá ma thuật khổng lồ. Hắn cùng Sari lúc này cũng xuất hiện và đang khống chế Hiro. Namuko muốn Sara phải đi cùng mình nếu không hắn sẽ giết Hiro. Và khi Sara vừa tới chỗ hắn thì Sari cũng kích hoạt cổng dịch chuyển để đưa cả ba người đi. Jiru định đuổi theo thì Sari ngăn lại, còn Sara và Hiro bị đưa đến nơi phong ấn ác lòng 10 năm trước. Namuko cũng đã kích động các nước xảy ra chiến tranh ở đây để lấy những sinh mạng quân lính này hiến tế cho kế hoạch của hắn và không chỉ có những người ở đó mà hắn còn hiến tế luôn cả những người đang phục vụ trong lâu đài của mình. khi khối lâu đài đóng lại thì tất cả sinh mạng ở đó cũng sẽ bị biến thành ma thuật và chuyển tới chỗ của Nam Buco. còn Sari tưởng mình trung thành với Nam Buko nên sẽ được hắn cứu nhưng không, hắn nói rằng cả cô ta sẽ phải chịu chung số phận với họ. tiến sĩ Ba Pha nói khi khối cầu đóng lại thì không thể dịch chuyển ra ngoài được nữa. đó là hình nhân của ông ấy còn cơ thể thật đang ở chỗ của Nam Buco. Và khi tiến sĩ nhận ra mình đã bị buco lợi dụng thì ông ấy cũng đã bị hắn trừ khử. Nambuco lúc này quay sang Sara và kích hoạt ma thuật khống chế mà trước đây hắn đã đặt vào bên trong cô gái. Thứ ma thuật này đã biến Sara thành một con rối chỉ biết nghe lời và hắn ra lệnh cho cô quay sang tấn công Hiro để ép con ác long bên trong cậu ra ngoài. Sara lúc này đã không nhận ra Hiro nữa và chỉ biết tấn công cậu ấy. Còn mọi người đã ở bên trong lâu đài đã nghĩ ra cách liên lạc với búp bê dịch vụ và dùng hết số tiền tích cóp trong người để trả cho nó với mục đích là nhờ con búp bê đục một lỗ trên khối cầu để họ thoát ra ngoài. Còn bên phía Hero lúc này thì cậu đã bị ép phải hóa rồng để chiến đấu với Sarah và khi đang chuẩn bị lao vào cô gái thì mọi người cũng dịch chuyển đến nơi. Tuy có thêm sức mạnh nhưng Hero cũng không phải đối thủ của Sarah và bị cô khống chế. Còn Jiru định và giúp đỡ Hero thì liền bị Sari ngăn cản. Dù chỉ là vật hy sinh nhưng Sari vẫn rất trung thành với Namuko. Hero lúc này chuẩn bị nguy hiểm tới tính mạng thì con ác long đã xuất hiện và tấn công Sarah để bảo vệ Hero con rồng chui lên từ dưới đất và cất tiếng gầm lớn còn nam buco chỉ đợi thời khắc này nên hắn đã khởi động hết lò ma thuật xung quanh chúng kết hợp lại với nhau và khống chế con ác long ở bên dưới là hàng vạn quân lính sắp bị hiến tế còn nam lấy ra quả cầu ma pháp và chuẩn bị một nghi thức để kết hợp với con ác long vừa được triệu hồi vài phút sau thì nghi thức đã hoàn thành và giờ đây hắn đã mang trong mình một hình dạng mới cơ thể hắn đã hoàn toàn hợp nhất với sức mạnh của ác long còn hero với trạng thái hóa rồng cũng không làm gì được hắn và rồi trong một khoảnh khắc Hiro nghĩ về cha mẹ của mình thì cậu đã vùng lên và lấy lại được ý thức. Nhưng Buco giờ quá mạnh và hắn lại hành cậu ra bã. Sara lúc này cũng tỉnh lại và thấy Hiro đã bất lực. Còn Buco chuẩn bị thi triển ngọn lửa diệt phong để quét sạch mọi người ở đó. Nhưng lò ma thuật lúc này bị ngưng lại và hắn nhận ra mọi người đã lấy được quả cầu ma thuật. Tưởng rằng hắn đã không còn đủ ma thuật để thi triển ngọn lửa diệt phong nữa nhưng lúc này đã quá muộn. Một luồng sáng phát ra và đã phá hủy toàn bộ mọi thứ ở đó nhưng mọi người vẫn bình an vô sự vì Sarah đã dùng sức mạnh huyết long tinh thể che chở cho họ. Nambuco thấy Sarah cản trở mình nên đã tới kết liễu cô gái khiến Hiro gào lên trong đau đớn. Cậu liền thức tỉnh sức mạnh nhân vật chính rồi lao đến lấy đi cánh tay của hắn. Và tiếp theo là một kiếm vào tim làm hắn không hiểu Hiro có sức mạnh gì. Nambuco sau đó gục xuống còn con ác long chui ra từ xác của hắn. Thấy không còn sức mạnh để đánh bại nó nên Hiro quyết định sẽ cùng nó chết chung. Nhưng khi chuẩn bị đâm thanh kiếm vào tim thì Hiro nhớ ra điều gì đó cậu bảo tô mít ném sang cho mình quả cầu ma thuật và dùng nó để tạo ra một thanh hư vô kiếm cậu tiến tới chỗ ác long và đâm thẳng vào ngực nó trái tim của hero trong người ác long hiện ra trước mặt cậu và hero sẽ dùng nó để hồi sinh sarah hero đem trái tim của mình tới chỗ sarah rồi đưa nó vào bên trong cô và lúc sau sarah tỉnh lại thì con ác long cũng tan biến theo tới jiru cũng bất ngờ trước quyết định này của hero còn quả cầu ma thuật sau đó vỡ vụn vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình sari thì vẫn còn sống và được quân lính của mình tìm thấy còn Sarah rất buồn khi thấy cha mình đã không thể sống sót. Mọi người sau đó ngắm một bầu trời đầy sao và nói về kế hoạch sắp tới của mình. Vì trái tim của Hero giờ đã là của Sarah nên cậu hứa sẽ bảo vệ Sarah trọn đời. Còn bộ anime tới đây thì cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.